Vâng, trận thứ hai bên kia là Minwan Sumer, Hitty và Per hay Pan đấy, và Pan. Minwan Sumer, Hitty và Pan. Còn đây là một bài Per thấy hai voi luôn của game thủ Mạnh Hào. Tàu thôi, tàu anh qua núi luôn thôi chứ còn gì nữa. Vang đó. Vâng, một bài tàu tới từ game thủ Mạnh Hào. Vâng, nhìn cái S cho nó đẹp đẹp. Trước. Vâng, có quả rồi. Câu còn nữa về. Vâng, ăn hai voi trước, đóng S dành cho game thủ Mạnh Hào. Đang đi tìm hiêu. Vâng, cùng xem quân một vòng không quay lại bài tàu của Mạnh Hào. No 1 cầm Max C ớ được. Nhưng bên kia có hit, gua cầm Greg. Vâng, bài có hiêu, có hai voi. Bài gua hôm nay tự nhiên đang ổn. Như vậy sẽ có kẹp xăm giữa nhà của gua và nhà của Trương ES. Và người cuối cùng là Trương ES, người cầm Babylon. Trận này sẽ là trận cần đột biến tới từ những turn chém. Và đây là màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Thấy gì không em? Ăn gỗ đi mà đóng gờ em ơi. Nhiều thức ăn đấy, hiêu quá, voi quá. Thêm được cái gì không? Vâng, cắt dần ra để đóng chiếc BG đầu. Quả phụ rồi đèn. Nó là pan đi là thơm. Nó lại là pơ. Đóng G. Chậm dần có lẽ cũng sẽ không bị chậm đâu. Quả nữa, ơ kìa. Vâng, đầy đôi vòi rồi. Như vậy là có lẽ cũng không bị chậm dần nhiều. Không, không bị chậm. Úi, đây rồi, kích được 7 đấy. Vâng, 8-8-8. Tôi vẫn đang kỳ vọng là quấy quấy 8 dành cho game thủ Mạnh Hào. Vâng, bài này là bài hai mấy dân của Hào đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Hai mươi mấy dân. Tôi đoán là vẫn cứ phải ít nhất là 23 dân. 23 dân như vậy là kích 9 rồi. Bài này phải nhớ được map ra thẳng voi câu cơ. Ra thẳng hai con voi gần với chiếc BS đầu câu thì được. Chín và thi đấu mạnh. Hợp lý rồi. Kích đời. Như vậy là tầm khoảng 9 rưỡi. Nếu 3 dân đóng nhà dành cho Hào, 3 dân đóng L và 3 dân đóng M. Gỗ thì tôi nghĩ là thừa rồi. Chỉ là tí nữa còn đá hiêu về với khu vực trước BS đầu luôn. Vâng, bài lên đời xong còn hai bác quả phụ. Nó một con bác quả phụ bên nhà bên này hôm nay. Chỉ nó bác quả phụ ngay cạnh cánh rừng, cánh rừng thông ở phía trên đấy. Thưa quả chỉ nó một còn không thèm ăn. Nghiệt. Tôi cũng đến cạn lời. Chuẩn bị đóng nhà. Đóng L. Và đây là M. 9 rưỡi. Vâng, giò công giáp đầy đủ. Vâng, quan trọng bây giờ là cái gỗ và BL2. Công giáp đầy đủ cho em ơi. Rồi. Xe em ơi. E ở chỗ bãi vàng. Không, nhưng mà E bãi gỗ. Màu 8.
Game thủ Bale sẽ là người chết đầu tiên. Cũng đã có giò ra dành cho đối phương. Sục luôn. Pamiran tới từ game thủ Bill, người cầm màu 8. Ăn bãi quản nữa không? Vâng, ăn bầy hiêu. E ở bãi vàng nữa thì mắc binh luôn. BL2 và chém 4 luôn dành cho game thủ Mạnh Hào. BL2 và chém 4. Hai lờ bắt đầu tuần đầu cái chém 4. Vâng, cái bài nó quá khốn lạn. Bài... vâng, bài quá khốn nạn dành cho người cầm pơ. Bây giờ thì bầm tất. Vâng, không thể sửa nổi cái tơn này. Vâng, hai lạc đà ra thủ tân bãi An Hoàng. Vâng, bò rúi rụi dành cho người cầm Pamiran. Rúi rụi. Bây giờ thì mài kiếm vào bãi An Hoàng không? Không, mài bãi vàng. Chém 4 rồi. Nhanh lắm. Rất khó sửa. Ây à, cũng có hai lạc đà phi vào đây. Mà Mạnh Hà đã bỏ hết dân ra để đi ăn hiêu rồi. Cánh bên kia tình hình sao? Chém được xuyên không? Chém được xuyên không? Rồi, không xuyên thì cũng là chém 4. Nó là chém 4. Thôi bây giờ bỏ hết đi mà phạm. Vâng, vẫn đang chém khá nhức nhối dành cho Bêu để ôm lại được bài này. Còn đây là No 1. No 1 nói rằng trận này cân đôi. Chém nhà màu 7, người đánh cung. Anh mang cả dân và cả quân đi phạm. Quá ghê đi. Đi ruộng. Gua thì sao? Vua đang chém vào nhà của màu 5, người kẹp xăm. Vâng, vẩy được và vào bãi gỗ chiều bánh xe. Cả T công lên, rất thốn. Còn đây là Trương Nghĩa, người đánh cung. Vâng, cũng đang bị đi bởi nhà màu 5 trận thiếu này. Còn đây là màn hình máy tới từ game thủ Mạnh Hào. Vào chăn nhà màu 6 dâng ạ. Vâng, như vậy là Pamiran vẫn ổn và tham lại đang bị đè. Vâng, như vậy là Pan cũng một trận kích 93x. Trong khi Hào là 930 thì Pan là 93x. Bảo sao? Vâng, đỡ được cái turn này của game thủ Mạnh Hào. Bây giờ thì là 10 hơn chục con lạc đà chém 4. Một cung R của màu 6 đẩy luôn người đi dâng Nga Kamachi lớp. Thế trận là một thế trận bây giờ còn là khoai á. Khi mà chủ lực bên mình game thủ Trương Yết không khỏe. Vâng, bắn đi kìa. Bảy là quân địch. Ôi trời, chết tôi không. Vâng, vào chém bay tất cả mọi thứ đi thì may ra còn cửa. Tạm lại thủ số còn 13 rồi. Vâng, tưởng chừng là nuốt tươi được một hai hai nhà, ai ngờ gặp ngay Pan cũng 93x. Vâng, lên sau có một tẹo. Vâng, tầm 94 nữa 4x dành cho Pan, nhưng mà bò được cái bãi cái quả đó nhờ có con giò và lại là ngon. Vâng, thế là pờ thành ra là cũng chỉ cần Pan. Nghiệt, ở đây rồi, dân màu 6. Một mạ dân màu 6. Đúng là một mạ. Trương tham lai chỉ là 31. Vua có làm gì được hơn không? Vua tham lai 31 này. Đây là No 1. Bảo nó một vào cùng nhà màu 7 đi. Vâng, Hào vẫn đang truy sát nông dân của màu 6. Hào ơi, ôm ôm trên 12 góc 1. 1 giờ, 1 giờ. Nhìn màn hình của nó một. Vâng, Mạnh Hào đang chém lại Diêu Ghi Tân. Toàn chém 4 rồi.
Vâng, Trường đang bị ai ốp vào. Trường chả bị ai ốp vào cả, không bị màu 6 và cả 8 rồi chơi. Láo nháo pháo đổi ăn cả xe. Lao lên. Cùng Baby xông lên. Vâng, nhưng có cả 5 trong turn này. Pha bị vẩy e. Rất rát tới từ các game thủ bên phía của team Scarlet. Tất cả cùng về đỡ tuần này là ngon. Có cả lạc đà 8, lạc đà 5 và cung G6 trong tuần này. Cần phải sóc đều được cung và giữ cung để chờ đợi đồng đội về. Thiếu tí thực. Rồi, Mạnh Hào lao vào chém cung đi. Đâu rồi? Vua đâu? Về bắt tên này là xong, là Trương khỏe nguyên là ngon. Đây là Hào tham còn 9 thôi. Cố gắng chém cung giờ của game thủ màu 6 còn lại thì chém đi, chơi. Vua về rồi. Vâng, màn hình máy của vua kéo về. Tham lại 34 tới từ vua. Rồi, bắt xong tên này, chơi hết những con lạc đà của màu 5 và 8 luôn. Kìa, chơi cung giờ phía ngoài kìa. Cung của Trương đâu rồi? Bắn đi Trương ơi. Bắn đi, bắn đi. Vâng, cả màu 7 đẩy lên luôn. Tần quyết định ốp một phát chết luôn. Đỡ được tần của 6, 5 và 8 rồi, bây giờ đến lượt 7. Cả 7 luôn và cả 6. Đỡ tuần này không? Cố đảo đi. Vâng, lùi lại và chờ đợi. Không, 8 vẫn đang có được thêm 5 con lạc đà nữa. Vâng, như vậy là khoai. Màu 6 dâng A để bắn vào Maxi của No 1 và No 1 phế luôn. Vâng, hai nhà cân 2 cánh bên No 1 và Mạnh Hào oảng luôn. Và tỷ số là 2-0 cho Scarlet trong trận đấu thứ 2.